Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Hôm nay mình sẽ làm video để hướng dẫn các bạn làm cái dự án Zoom Swap. Hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn ở trên kênh của mình nhé. Đây là cái dự án Zoom Swap hôm trước chia sẻ 500.000 Zone nhé. Sàn Zoom Swap mạng IOTech đấy nhé. IOTech mọi người nhé. Đây, video hôm trước đây. Bạn của mình đang ngủ và dậy làm đi. Đấy, dậy vào đây. Hôm trước giới thiệu mọi người đây, Zoom Swap đây nhé. Hình như là từ ngày 17 tháng 9 nhé, 17 tháng 9. Không biết có một số bạn có làm không, không thấy bình luận gì cả, không biết có làm không. Đấy, nếu mà các bạn làm nha, thì chúng ta sẽ vào đây, Clam iRob nha. Chúng ta sẽ log in vào trong ở đây. Chúng ta log in vào trong cái sàn của nó này, connect đến ví nhé, sử dụng nền tảng IOTX. IOTX, IOTX đấy. Thì chúng ta phải có một ít IOTX để chúng ta làm phí nha mọi người ơi. Đấy, nếu mà các bạn không làm phí, không có cái này thì không làm phí được nhé. Chuyển sang mình cho mạng IOTX Network nhé. Đấy, hôm trước bạn nào đã làm thì chắc đã add rồi, tại vì là mình cũng đã hướng dẫn các bạn add rồi. Các bạn ấn vào đây và ấn Coffin Claim cho mình cái này nhé. Ủa sao vậy? Lên đi chứ. Lên rồi, lên rồi. Các bạn chờ một ít để nó về nhé. Đây cái cách để các bạn claim ở đây. Đấy. Chắc là một số bạn nó cũng được khoảng 6 đô gì đấy, 6 coin gì đấy thôi. Cũng khoảng 20 đô mọi người nhé. À, không biết về chưa vậy. Rồi rồi. Thì chúng ta sẽ check ví nhé. Đây. À, đang claim, đang pending. Ồ, lúc đấy mình không 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 cho cái ấy nó lên một ít nhỉ, cái phí của nó lên một ít nhỉ, chứ không là lâu thế. Wow, bạn mình được 200 luôn. À, mình thử xem bên này mình có. Đấy, được rồi đấy. Mình thử xem là bên này mình có làm ở bên này không. Các bạn chờ mình ít. Rồi, ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ ấn check thôi nha. Ấy, nó về rồi đấy mọi người. Nhưng mà ấn check để cho mọi người lần sau biết cách để check check đây. View này. Đấy. Các bạn mà deep ở trên sàn ấy thì mọi người nhớ cho mình là chúng ta sử dụng cái web này nha. Ở cái địa chỉ này nhá. Đấy, cái địa chỉ này là chúng ta deep từ trên sàn về là chúng ta dùng địa chỉ này nhá. Chứ đừng các bạn đừng đừng sử dụng web 3 này nhá. Đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy hình như là ở đây. Zoom Swap thì các bạn có ở đây rồi không? Thì tương đương với khoảng 200, nói chung là khoảng 300 đô la. Đấy, chúng ta sẽ ấn vào phần exchange nhé, nếu mọi người muốn trade nhé. Cái dự án này thì không biết là nó tính như thế nào á, một số bạn thì được rất là nhiều nhá. Đấy thì một số bạn thì lại được ít, không biết là thế nào luôn ấy. Đây zoom ở đây thì một zoom thì tương đương với khoảng BUSD để tương đương với khoảng 3,8 đô la một đồng nhá mọi người. Đấy, thì nếu các bạn được 6 đồng đi thì được khoảng 23 đô la mọi người nhé. Ở trời ơi, bạn mình được nhiều nhá, 230. Wow, được gần 1.000 đô, thế là vui rồi. Mình được ít quá. Ủa là sao vậy? Cũng không hiện cái gì luôn á. Hiện ra đi. Trời ơi trời. Quay từ lúc cần cái app pro này.
Thế thì mình tí mình làm cái video để hướng dẫn các bạn chuyển BUSD từ cái mạng này về vì về sàn nhé mọi người nhé, tại vì là thôi đến đây thôi, tại vì là mình làm cái video thông báo với các bạn thì đến đây thôi, còn cái video đấy thì mình sẽ làm cái video khác nha mọi người. Đấy. Ok thì mình sẽ dừng ở đây nha mọi người. Đấy, swap thì các bạn ấn vào swap thôi. Đấy. Đây. Đấy, mọi người ấn swap thôi. Các bạn có thể tăng cái phí nó lên một ít để cho nó nhanh nhé. Lúc này nó không phải 0.09 thôi, nhưng mà bây giờ mình tăng lên thì nó lên 0.24 này. Đấy, các bạn ấn vào coffee nhé. Tại vì một cái đồng IOTX thì nó cũng có khoảng rất là rẻ mà. Đồng này cũng đang khoảng không phải mấy đô la rồi này, 0.06 đấy. Con này cũng nên hô nha mọi người ạ, các bạn hô một ít. Ok thì mình đã hướng dẫn xong và chúc mừng các bạn nhé. Nếu bạn nào làm theo mình cái dự án này, mọi người check cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.